13 tuổi nhưng cao 1m78 là Viên Ngọc Thô được huấn luyện viên của lò bóng chuyền hàng đầu Việt Nam săn đón. Vậy nhưng, Trần Thị Thanh Thúy suýt chút nữa đã không thể đi theo con đường bóng chuyền chuyên nghiệp. Gia đình Thanh Thúy đã một mực từ chối lời đề nghị của nhà tuyển trạch. Mặc dù đã được thuyết phục nhiều lần, bố mẹ Thúy định hướng con gái theo học văn hóa, không thích thể thao và cũng hoàn toàn dị ứng với cảnh quần đùi áo số. 3 lần lặn lội đến nhà Thanh Thúy thương thuyết nhưng không thành. Phải cho đến lần đấu rượu cuối cùng, nhà cầm quân của câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An mới có được một lời đồng ý quả quyết từ đáy lòng của bố Thúy. Tôi giao cháu cho thầy, cháu như thế nào nhờ cậy vào thầy cả. Và cũng từ đây, hành trình trở thành chủ công hàng đầu khu vực của Trần Thị Thanh Thúy đã chính thức bắt đầu. Trần Thị Thanh Thúy sinh ngày 12 tháng 11 năm 1997 là người gốc Hà Nam nhưng sinh ra và lớn lên ở Bình Dương. Vốn chẳng phải con nhà nòi cũng chẳng có gen cao, khi bố Thúy cao 1m78 còn mẹ thì chỉ cao có 1m58, nhưng ở tuổi 13 cô bé Thanh Thúy đã sở hữu chiều cao. Sau lời ngỏ ý của huấn luyện viên Lương Khương Thượng, được Thanh Thúy chấp thuận và đưa ông về gặp bố mẹ. Những tưởng thành quả của cuộc chiêu mộ đã ở rất gần rồi, ấy vậy mà câu chuyện hóa ra lại gian nan, phức tạp hơn dự tính nhiều. Huấn luyện viên Khương Thượng nhớ lại, gia đình Thúy lúc ấy đã lập tức từ chối ông. Bố Thúy cũng thẳng thắn trình bày quan điểm muốn con gái theo học văn hóa, không thích thể thao và cũng chẳng biết ông Thượng là ai. Điều này cũng dễ hiểu vì bố Thúy là viên chức ngành giao thông, còn mẹ là một giáo viên, chưa biết gì về bóng chuyền và phần nào đó còn dị ứng với cái cảnh quần đùi áo số vất vả và bấp bênh. Chẳng còn cách nào khác, huấn luyện viên Thượng đành phải ra về. Nhưng khi nghĩ về Viên Ngọc Thô Thanh Thúy sẽ tỏa sáng ra sao nếu được mài giũa, ông càng quyết tâm phải tìm cách thuyết phục gia đình Thúy bằng được. 2 tuần sau, ông tiếp tục lặn lội từ Long An lên Bình Dương, cùng một số thành viên khác của đội bóng đi theo giúp sức, cho thêm tính thuyết phục với gia đình Thúy. Tuy nhiên lần thứ hai này cũng không ăn thua, cho dù ông Thượng đã dùng đủ cách từ lời hứa hẹn sẽ đưa Thúy trở thành một tài năng có nghề nghiệp ổn định, đóng góp cho bóng chuyền Việt Nam, đến việc dọa một cô bé cao kiều như thế sẽ chỉ phù hợp và chỉ tìm được chồng trong môi trường thể thao. 1 tháng sau, ông Thượng lại quay trở lại lần thứ 3. Ngoài chuyện tâm sự về mọi nhẽ, ông còn lấy chính trường hợp của mình. Chỉ có một người con duy nhất vẫn cho theo thể thao và rất thành đạt, bố mẹ Thúy mới xuôi xuôi. Có lẽ họ cũng thấy được sự tâm huyết và niềm tin của ông thầy già. Tất cả chỉ kết thúc bởi một cuộc đấu rượu mà ông thầy nổi tiếng đã phải uống say túy lúy, rồi nhận được một lời quả quyết từ đáy lòng của bố Thúy. Tôi giao cháu cho thầy, cháu như thế nào là nhờ cậy cả vào thầy. Và ngay trong buổi chiều cùng ngày, cô bé 13 tuổi cao 1m78 đã thu xếp quần áo, sách vở theo ông thầy Thượng gia nhập lò Long An. Tại đây, đích thân ông đã xác lập một lộ trình đào tạo riêng cho Thúy, rồi trực tiếp cùng với các huấn luyện viên trẻ kèm cặp Viên Ngọc Thô. Hiện tại, dù đã lùi về tập trung đào tạo trẻ, không còn dẫn dắt đội 1,
nhưng huấn luyện viên Lương Khương Thượng vẫn theo sát từng bước tiến của cô học trò đặc biệt. Có thể nói, chính nhờ phần lớn công lao của huấn luyện viên Lương Khương Thượng, chúng ta mới có một 4T không thể cản phá như hiện tại. Gắn bó với lò hàng đầu Việt Nam từ năm 13 tuổi, nhưng phải sau 3 năm, tức năm 2014, Thanh Thúy mới chính thức được tung ra sân. Khủng long Thanh Thúy ngay lập tức đã tạo ra sự khác biệt. Với điểm tựa là chiều cao đã chạm ngưỡng 1m89, Thúy có thể tạo thành một tay chắn sừng sững cùng tầm bóng tấn công cực cao, hiện đã vượt qua mức 3m. Trải qua 2 năm liên tục cọ sát với nhiều giải đấu trong nước và quốc tế trong màu áo của câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An, Thanh Thúy đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của mình. Không chỉ là máy ghi điểm và bức tường chắn của đội nhà, tài năng trẻ của câu lạc bộ Long An còn có cú phát bóng hiểm hóc và có thể tung ra các cú dứt điểm từ sau vạch 3m xuyên dàn chắn. Miếng đánh được cho là của hiếm của bóng chuyền Việt Nam. Tài năng nở rộ ở tuổi 18, tuyển thủ trẻ của Long An bất ngờ được trao cơ hội xuất ngoại lần đầu tiên. Thanh Thúy nhận được lời mời sang tập luyện, thi đấu tại câu lạc bộ số 1 Thái Lan là Bangkok Grass kể từ vòng 2 giải vô địch quốc gia năm 2016 ở nước này. Đây là món quà may mắn dành cho Thúy từ huấn luyện viên An Phi Sắc của Bangkok Grass, người từng có thời gian dẫn dắt Bình Điền Long An cùng đàn chị Nguyễn Thị Ngọc Hòa, phụ công huyền thoại của bóng chuyền Việt Nam, người đang là ngôi sao của Long An thời điểm diễn ra các giải cuối năm, khoác áo đội tuyển quốc gia ở giải U23 và VTV Cup. Nhưng dù khoác lên mình màu áo của các câu lạc bộ hay đội tuyển, Trần Thị Thanh Thúy cũng đều để lại những dấu ấn khó quên, tạo nên tên tuổi của chủ công hàng đầu Việt Nam. Đầu năm 2020, sau khi hết hạn hợp đồng sớm với câu lạc bộ Denso, do tình hình dịch Covid-19 tại Nhật Bản, Thanh Thúy trở về nước và nhanh chóng nhập cuộc tại các giải quốc nội. Vậy nhưng, tại giải vô địch quốc gia 2020, câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An của Thanh Thúy đã không thể trụ lại đến vòng chung kết. Tuy nhiên, thật may mắn cho người hâm mộ đội bóng miền Tây khi kết quả năm 2020 dường như chỉ là một cú vấp của đội bóng này. Chỉ vài tháng sau đó, Thanh Thúy cùng với các tay đập của VTV Bình Điền Long An đã hoàn toàn lột xác ở cúp Hoa Lư Bình Điền 2021. Việc thay đổi huấn luyện viên, bổ sung các vị trí còn thiếu hụt và sự lấy lại phong độ của các mũi nhọn như Thanh Thúy đã giúp câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An có màn thể hiện vô cùng xuất sắc với 4 trận toàn thắng và lên ngôi vô địch giải đấu. Chiến thắng tại cúp Hoa Lư Bình Điền đầu năm 2020 cũng là bước đà cho đội bóng của huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền tiếp tục oanh tạc các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1 giải vô địch quốc gia cúp Bamboo Airways 2021 và mới đây nhất là hat-trick vô địch cúp Hùng Vương cuối tháng 4 vừa qua. Thanh Thúy trong màu áo của câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An tiếp tục là nhân tố sáng chói tại giải đấu này. Trong đó, chấn thương của khủng long Thanh Thúy ở set đấu thứ tư, trận chung kết là một trong những yếu tố khiến bầu không khí của trận đấu được đẩy lên cao hơn bao giờ hết. Đang cùng đồng đội dẫn điểm trước Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Thanh Thúy gặp vấn đề khi bật nhảy và tiếp đất khiến cho cô bị đau. Huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền đã phải rút Thanh Thúy ra sân để các bác sĩ chăm sóc cho cô.
Trong khi đó, bên trong sân, khoảng cách về điểm số đang bị hóa chất Đức Giang Hà Nội rút ngắn dần. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, đội trưởng Thanh Thúy đã nén đau vào sân tiếp tục thi đấu, vực dậy tinh thần của đồng đội. Thanh Thúy bước vào sân như liều thuốc tinh thần giúp các đồng đội chiến đấu hết sức mình. Sự có mặt của cô gái gốc Hà Nam đã mang lại cho đoàn quân của huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền chức vô địch hoàn toàn xứng đáng. Lên ngôi hậu của giải đấu, VTV Bình Điền Long An cũng ghi dấu khi trở thành đội thứ 3 có cú hat-trick vô địch Cúp Hùng Vương với 3 lần nâng cúp qua các năm 2018, 2019 và 2021. Hiện nay ở tuổi 24, Thanh Thúy đã mang về cho bản thân trên dưới 30 danh hiệu ở mọi cấp độ. Cô cũng là đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam kể từ năm 2019 cho đến nay. Chủ công gốc Hà Nam ngày càng chứng tỏ được sức mạnh không thể cản phá và vị trí khó có thể thay thế của cô đối với bóng chuyền Việt Nam thời điểm hiện tại. Ở sân chơi quốc tế, những ngày qua, làng bóng chuyền cũng dậy sóng với thông tin đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy sẽ xuất ngoại lần thứ 4. Theo đó, chủ công số 1 của Việt Nam sẽ tiếp tục chọn Nhật Bản làm điểm đến tiếp theo của mình. Danh tính của câu lạc bộ mà Thanh Thúy sẽ khoác áo cũng chính thức được lộ diện. Đó chính là câu lạc bộ Blue Cats đang thi đấu không quá nổi bật tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản khi xếp thứ 11 trên 12 đội bóng. Việc ký hợp đồng với Thanh Thúy được cho là giải pháp giúp cho đội bóng này có thể có được những thành tích tốt hơn trong mùa giải được dự đoán là rất khốc liệt sắp tới. Theo lộ trình dự kiến, Thanh Thúy sẽ có mặt tại Nhật Bản trước tháng 8 năm nay. So với thời gian khoác áo của câu lạc bộ Denso, Thanh Thúy không có quá nhiều cơ hội thể hiện thì tại câu lạc bộ Blue Cats năm nay, chủ công người Việt Nam được mong đợi cho một vị trí chính thức trong đội hình thi đấu. Mặc dù việc chủ công số 1 đội tuyển Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu trong thời gian tới cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới quá trình chuẩn bị của đội tuyển cho SEA Games 31 năm nay tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc xuất ngoại lần thứ 4 của khủng long Thanh Thúy giúp bóng chuyền Việt Nam tạo dựng được thương hiệu trên trường quốc tế, cũng như giúp cá nhân Thanh Thúy nói riêng và bóng chuyền Việt Nam nói chung phát triển lên một tầm cao mới. Với tiềm năng phát triển còn rất lớn, cùng chúc cho Trần Thị Thanh Thúy của chúng ta sẽ có màn thể hiện xuất sắc và gặt hái được nhiều thành công trong khoảng thời gian du đấu sắp tới. Trên đây là đôi nét về Trần Thị Thanh Thúy, chủ công số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam. Bạn ấn tượng điều gì về cô gái tài năng này? Hãy để lại bình luận để chúng tôi được biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.